Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, ngành du lịch bị ảnh hưởng rất nặng nề. Sự ra đời của hộ chiếu vaccine đặt ra hy vọng về tương lai vực dậy nền kinh tế. Đây được cho là tấm giấy thông hành có quyền lực nhất trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, kế hoạch áp dụng hộ chiếu vaccine tại Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều thách thức vì dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trong khu vực. Kính chào quý vị! Sau hơn một năm dừng đón khách quốc tế để ngăn dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã chuẩn bị phương án thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực như hiện nay, đây lại chính là thách thức lớn, đòi hỏi sự thống nhất thỏa thuận với các nước về các quy định mở cửa, đảm bảo năng lực phục vụ khách, kiểm soát y tế và xử lý các tình huống phát sinh. Việt Nam sẽ phải làm thế nào để đạt được mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch an toàn? Hãy cùng Sài Gòn Times News phân tích sâu hơn vấn đề này. Theo dự thảo kế hoạch mở lại hoạt động du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc nối lại mảng du lịch sẽ được thực hiện theo lộ trình. Trong đó, giai đoạn thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 sẽ tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch golf dành cho du khách từ Hàn Quốc. Sau khi nghiên cứu và khảo sát thực tế, khu vực Nam Hội An và sân bay Chu Lai của tỉnh Quảng Nam có khả năng đáp ứng các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, quản lý khách để thí điểm đón khách quốc tế. Chúng ta cũng có thể coi đó là một cái phương án thí nghiệm ở một cái quy mô nhỏ để coi là diễn biến nó sẽ ra sao. Cái thứ hai nữa là đứng về mặt tiếp thị điểm đến thì tôi nghĩ rằng đó cũng tốt cho Việt Nam, bởi vì trong Covid Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng để với phương án có thể đón được khách du lịch quốc tế. Thực sự mà nói là nó có hiệu quả hay không, khách có dám đi hay không lại là một cái câu chuyện khác. Tức là có tất cả cái đó rồi, nhưng mà chúng ta phải tiếp thị và chúng ta phải chấp nhận nó là thời gian đầu là những cái nhóm nhỏ để coi họ đi rồi họ thấy nó đủ là an toàn, nó đủ là vui vẻ và nó không phiền phức hay không. Thì khi đó đó thì chúng ta mới có thể mở rộng hơn được. Và đây cũng là cái phương án mà chúng ta tập dượt từ từ để cho chúng ta quen dần đến lúc mà thế giới có đủ vaccine, khách có thể đi du lịch là được một cách là đông hơn thì chúng ta không bị động. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ra soát cơ sở vật chất cùng nhiều điều kiện khác, báo cáo lại để cùng thực hiện kế hoạch. Tỉnh Quảng Nam đồng ý với kế hoạch này và cho biết sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để thí điểm. Theo thông tin của Kinh tế Sài Gòn Online, một số địa phương khác cũng đề xuất mở cửa đón khách quốc tế trở lại, trong đó có Kiên Giang. Tỉnh này muốn đón du khách Nga đến một số khu nghỉ dưỡng chuyên biệt trên đảo Phú Quốc. Chúng tôi thông báo các phương án, tất cả các ngành sẽ vào cuộc như là ngành giao thông, ngành y tế, rồi ngành công an, các địa phương và cùng với lại các cái doanh nghiệp mà có các khu resort đảm bảo các điều kiện để mà đón khách du lịch quốc tế vừa an toàn vừa đủ các điều kiện để du khách có thể trải nghiệm từ 5 ngày đến 7 ngày hoặc 10 ngày tại các cái khu du lịch mà đầy đủ các cái dịch vụ như là nghỉ biển, như là sân gôn, như là casino, như là các hoạt động vui chơi giải trí. Và các cái khu này là biệt lập với lại khu dân cư cho nên thực hiện được cái mục tiêu kép, đó là vừa là phục hồi phát triển kinh tế bằng các cái chuyến thuê bao charter khách du lịch quốc tế và đồng thời là đảm bảo an toàn nhất trong công tác phòng chống dịch đối với lại người dân các cái vùng phụ cận. Chúng tôi cũng đã thông mưu với Ủy ban tỉnh chủ trì một cái cuộc họp cùng với lại tất cả các sở ban ngành và các địa phương liên quan, cũng như là đại diện của Cục Hàng không tại Chu Lai, rồi Cảng Hàng không sân bay Chu Lai và các cái cơ quan liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch để mà xây dựng cái phương án tốt nhất và tối ưu nhất cho thực hiện cái mục tiêu kép, đó là đón các chuyến bay du lịch quốc tế bằng thuê bao charter đến sân bay Chu Lai. Mảng du lịch quốc tế đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu từ du lịch của Việt Nam. Chính vì vậy, việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại là mong mỏi lớn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch này có thể sẽ gặp nhiều thách thức hơn, thời gian kéo dài hơn vì đại dịch đang bùng phát ở nhiều nước trong khu vực. Thì với tình hình bùng phát dịch bệnh như thế thì rõ ràng là một áp lực rất lớn đối với cái việc mà kiểm soát và kiềm chế dịch bệnh ở Việt Nam. Và điều này phải là ưu tiên một. Rõ ràng chúng ta không ai muốn quay lại thời điểm tháng 4, tháng 3 năm 2020 hết. Giãn cách xã hội là phương án mở, nó chỉ có thể có khi mà nó an toàn.
Còn mở để mà vào mà vỡ trận thì chắc chắn không ai mở. Rõ ràng tháng 7 chỉ là cái mong muốn thôi. Chứ còn cái thực tế chúng ta cũng phải nhìn thấy vào trong cái tình hình thực tế, cái nước xung quanh cũng như là khả năng mà chúng ta chưa chúng ta có một số điều kiện. Tức là dù tháng 7 tới thì cũng phải giải quyết được câu chuyện các nước xung quanh không có dịch bệnh chăng nữa, phải giải quyết điều kiện là chúng ta công nhận cái hệ thống y tế lẫn nhau, công nhận các vaccine lẫn nhau và có cái theo dõi giám sát được những người tiêm vaccine đó và chúng ta có cái trao đổi dữ liệu cho các nước với nhau. Đâu đó cũng phải 2 đến 3 tháng, như vậy cũng không khó mà nói được tháng 7 này có thể đón. Cho nên là đây chúng ta phải thấy mong muốn mình là ai mong muốn và bản thân Viettravel rất mong muốn. Nhưng mà để cho nó đảm bảo chắc chắn là đúng bài bản thì chúng ta cũng phải theo từng bước, có bước nhất định. Mà cái step này chưa ai vạch ra một cách chính xác hết. Trên trang web của Tổng cục Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định, việc nối lại thị trường du lịch quốc tế là vấn đề lớn liên quan đến nhiều cơ quan chức năng. Quan điểm chỉ đạo của chính phủ là cần hết sức thận trọng, thí điểm từng bước, ưu tiên cao nhất cho vấn đề an toàn. Chính phủ không đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người dân lấy lợi ích kinh tế. Do vậy, việc mở cửa phải được xem xét thận trọng, không mở cửa bằng mọi giá. Phần tiếp theo của bản tin Sài Gòn Times News ngày hôm nay sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý đăng trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Nhà thầu xây dựng trước nguy cơ vỡ trận vì giá thép tăng đột biến. Theo Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận, phá sản do tình hình giá thép tăng đột biến trong quý 1 vừa qua. Đặc biệt ở trong tháng 4 này, tất cả các thương hiệu đều đồng loạt tăng từ 30 đến 40% so với quý 4 năm trước. Trước tình hình này, các nhà thầu xây dựng đều vấp phải khó khăn, không có cách tháo gỡ do các chủ đầu tư không phải vốn nhà nước đa số đều sử dụng loại hợp đồng đơn giá cố định không điều chỉnh ở thời điểm ký. Đối với các dự án đầu tư vốn ngân sách thì các doanh nghiệp lại phải áp dụng đơn giá vật liệu theo thông báo của các sở xây dựng, mà các thông báo này lại không cập nhật biến động giá kịp thời nên các nhà thầu cũng phải tự xử lý phần biến động này. Giá thép tăng cao khiến không chỉ các công ty xây dựng nhà thầu gặp khó khăn mà người dân đang có nhu cầu xây sửa nhà cũng vô cùng lo lắng. Dự án cải tạo con rạch 8 km chậm 19 năm, đội vốn 75 lần. Dự án rạch xuyên tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 8,2 km. Mục tiêu của dự án là cải tạo hệ thống thoát nước, cải thiện môi trường và xây dựng hệ thống đường giao thông dọc hai bên rạch. Dự án phải giải tỏa 2.196 hộ dân, một tổ chức bị ảnh hưởng. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 4.859 tỷ đồng. Năm 2002, dự án được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với kinh phí 123 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tái phê duyệt dự án với nguồn vốn khoảng 5.100 tỷ đồng. Năm 2017, tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.600 tỷ đồng và hiện tại là 9.300 tỷ đồng. Khi tổng mức đầu tư của dự án vượt quá 10.000 tỷ đồng sẽ vượt thẩm quyền của thành phố, phải trình Quốc hội thông qua. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nguồn vốn đầu tư trung hạn của thành phố không đủ cho dự án này. Do vậy, thành phố cần kiến nghị trung ương bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng dự án, nguồn vốn xây dựng cần huy động nguồn lực xã hội. Đề xuất thí điểm thu thuế 5 chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có 5 chung cư tại quận 11 được đề xuất thí điểm thu thuế theo tờ trình mới được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trình chính quyền thành phố về kế hoạch thu thuế căn hộ cho thuê tại chung cư. Đó là chung cư Res 11, khu nhà ở thương mại Thuận Việt, cao ốc Bảo Gia, chung cư 70 Lữ Gia và cao ốc Khải Hoàng. Để thu thuế căn hộ cho thuê, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với ban quản trị chung cư để lập danh sách các hộ dân cho thuê căn hộ, cho thuê mặt bằng kinh doanh tại chung cư để thực hiện thu thuế. Những câu chuyện vui buồn, thành công và thất bại, kỳ vọng và áp lực trong kinh doanh từ nhiều thế hệ doanh nhân, bắt đầu từ những ngày khởi nghiệp cho đến lúc xây dựng được hình ảnh trong lòng công chúng. Tất cả sẽ được chính người trong cuộc chia sẻ một cách cô đọng và giàu cảm xúc trong 10 phút của chương trình Doanh nhân chính truyện Signature Voice, dự kiến sẽ ra mắt độc giả trong tháng 5 này. Kế thừa một thương hiệu luôn là một niềm tự hào. Bước đầu tiên có thể là chú ý tới những cái hành vi của ba mình,
mình cố gắng mình học hỏi ba mình chứ. Tôi nhìn lại tôi là tôi hiểu được những điều mà ông đạt được và đạt thành công ở Kiên Nga. Đi kèm với đó là áp lực vô hình của người được chọn. Cái sự kỳ vọng và cái sự mong đợi của anh chị em với mình để mà dẫn dắt công ty đi đến một cái sự thành công và có một công việc ổn định cho tất cả anh chị em là cái áp lực lớn nhất mà mình nghĩ đến. Cái áp lực mà của cái thế hệ thứ nhất để lại, cái thành quả nó đã quá lớn và nó đã quá thành công rồi. Những xung đột thế hệ nảy sinh và được giải quyết ra sao? Tôi nghĩ là khi mà xung đột và có góc nhìn khác biệt, nó chỉ đến từ việc là do giữa hai thế hệ đang thiếu thông tin. Chính vì vậy mà tôi thường xuyên là tận dụng các cái thời gian, thời cơ để có thể nói chuyện với lại ba mẹ. Có cái sự xung đột đó thì dẫn đến là hai cha con không gặp mặt nào. Hai cha con cũng không nói chuyện với nhau, không ăn cơm với nhau luôn. Doanh nhân chính truyện Signature Voice, tiếng nói và dấu ấn của giới doanh nhân. Chương trình sẽ ra mắt quý độc giả trong tháng 5 năm 2021 trên Kinh tế Sài Gòn Online.